Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ cũng đã là thời khắc của đêm giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Mình xin thay lời, xin gửi lời cầu chúc đến toàn thể quý vị, các bạn trong và ngoài nước có một năm mới an khang và thịnh vượng. Sẵn sàng đón một mùa xuân, đón một cái Tết năm 2023 với nhiều niềm vui, niềm hy vọng và nhiều thắng lợi mới. Thưa quý vị, trong nội dung của bài chia sẻ hôm nay, mình xin gửi đến quý vị và các bạn hai thông tin về hai vụ việc mà chúng ta cảm thấy đến bây giờ niềm vui đã có thể đến với những thành viên trong tỉnh Thất Bồng Lai, những thành viên còn lại trong tỉnh Thất Bồng Lai. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái kênh của năm chú tiểu sau một thời gian đã im hơi lặng tiếng khi vướng vào thị phi và vướng vào pháp luật. Các thành viên của Thuyền Am cũng đã vướng vào hai phiên tòa xét xử. Đến hôm nay là cũng đã 4 năm tháng kênh năm chú tiểu này không hoạt động. Và hôm nay thì đây là một cái thời khắc giao thừa thì kênh năm chú tiểu của Thuyền Am bên bờ vũ trụ này lại đăng tải một nội dung rất là thú vị, gửi đến cái lời chúc đến toàn thể quý vị chúng ta. Đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho chúng ta thấy được những thành viên trong Thiền Am còn lại họ luôn sống lạc quan, yêu đời, họ luôn có một cái niềm tin ở cái cuộc sống này. Dù rằng tất cả 6 thành viên cũng đã vướng vào vòng lao lý với cái bản án như vậy, nhưng những người còn lại họ vẫn quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ để giúp đỡ lẫn nhau. Và hôm nay thì chúng ta thấy rằng nó là cái kênh năm chú tiểu này lại đăng một cái dòng chia sẻ, một cái dòng trạng thái rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy cái niềm tin đã đến với họ. Và trong nội dung bài viết hôm nay thì mình chia sẻ hai thông tin. Thông tin về việc trang kênh của luật sư Thanh Trần cũng chia sẻ một cái tín hiệu tốt từ sự trả lời của Bộ Công an, cũng đã trả lời và về văn bản chuyển đơn đến tất cả những người đại diện cho nhóm luật sư 5 người bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai trong sau một thời gian gửi đơn đến văn phòng trung ương của Bộ Công an để yêu cầu điều tra xem xét vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Thì hôm nay đây là một cái tín hiệu tốt của sự trả lời của Bộ Công an, cũng gửi đến một cái văn bản về cái vận đơn gửi đến đại diện của nhóm luật sư Đặng Đình Mạnh. Đó là hai cái tín hiệu tốt cho tỉnh Thất Bồng Lai trong nội dung bài viết hôm nay. Đầu tiên thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn trong cái kênh năm chú tiểu hôm nay cũng chia sẻ năm chú tiểu của Thiền Am nha các bạn. Bởi vì liên quan đến vụ Thiền Am này thì có rất nhiều kênh năm chú tiểu giả mạo, nhưng hôm nay là cái kênh này, kênh chính thức của năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ. Kênh này có lượt đăng ký, lượt chia sẻ đến hơn 2 triệu người và đã ngưng hoạt động trong suốt thời gian xảy ra hai cái phiên tòa vừa qua, và đến hôm nay thì có dấu hiệu có sức sống trở lại. Có thể là sang năm mới này mong rằng những thành viên, những cô của Thiền Am này còn lại sẽ tiếp tục lao động bằng cái trí lực của mình để phát triển cái kênh. Và cũng mong rằng cái kênh này sẽ được nhiều cộng đồng mạng khán giả sẽ vào ủng hộ để cho cái kênh của năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ này có thêm thu nhập để có trang trải, để lo giúp cho các cháu. Thưa quý vị, đây là cái dấu hiệu mới, tín hiệu mới mà kênh năm chú tiểu đăng một dòng trạng thái như thế này, cũng rất là mừng các bạn. Xin mến chào quý vị khán giả, thương mến gửi đến quý vị khán giả gần xa những lời chúc bình an, tốt lành nhất cho một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và an lành. Kính thưa quý ông bà, quý cô, chú bác và quý khán giả thân thương trong và ngoài nước, xin được cảm ơn chân tình đến quý vị trong suốt một năm qua và kính chúc mọi người thật nhiều niềm vui để đón năm mới. Đó là một cái lời chúc, lời tri ân và cũng là một cái tấm chân tình mà chúng ta thấy rằng niềm tin của những người trong Thiền Am, của những cô, những thành viên còn lại cũng đã tự tin
Dù rằng nó là Thiền Am đã vướng vào rất nhiều các cái thị phi, rất nhiều các cái tai tiếng trong xã hội, trong cái vụ án này, nhưng đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng dấu hiệu về một cái sự tự tin đối với những thành viên còn lại trong Thiền Am, đây là một cái điều đáng mừng, một lời tri ân, cũng là một cái câu chúc cho cái thời khắc của cái đêm giao thừa như thế này. Một cái niềm tin, một cái dấu hiệu đáng là tốt. Như vậy chúng ta cũng rất là mừng, mừng cho Thiền Am. Đó là cái tín hiệu. Và liên quan đến cái lời chúc này thì chúng ta thấy rằng rất nhiều khán giả và những người bảo vệ yêu quý Thiền Am trong suốt thời gian vừa qua cũng đã đồng lòng, cũng gửi lời chúc, chia sẻ cái sự yêu thương tràn đầy và đông đầy cái nỗi cảm thông, thương mến này. Họ cũng đồng cảm để chia sẻ cái nỗi niềm này đối với những thành viên còn lại. Thì có 163 bình luận được xếp vào hạng là coi như là rất là chân tình, và họ có một cái niềm tin yêu và thương cảm đến Thiền Am. Đầu tiên là một tài khoản Cảnh Trăng cũng có một lời chia sẻ đến với những thành viên trong Thiền Am còn lại. Chỉ còn 1 tiếng 40 phút nữa là bước sang năm mới. Kính chúc thầy ông nội mạnh khỏe, bình an và các bá cùng các cô, các tường như ý. Đó là một cái câu cầu chúc rất là thâm thúy. Thiền Am luôn luôn trong trái tim tôi. Tài khoản Bình Nguyễn cũng chia sẻ như vậy. David Ngô thì chia sẻ rằng chúc mọi người trong Thiền Am một năm mới mạnh khỏe an bình. Các thầy sớm về đoàn tụ với gia đình Thiền Am. Chúc thầy, ông nội và các cô, các bé một năm mới an lành, an khang, bình an trong tay Chúa. Đó là một cái tài khoản Paradon Co. Một lời cầu chúc rất là ý nghĩa. Tài khoản Hồng Lê thì cũng có chia sẻ là sóng có dù đánh vỡ, biển cũng đưa vào bờ, cầu mong Thiền Am được ơn lành, kính chúc thầy ông nội thân tùng tâm bách. Một cái câu chúc rất là thâm thúy. Cầu chúc cho cô Cúc, cô Vân có sức khỏe để vượt qua tai ương này, cùng các thầy về với các cháu. Tài khoản Văn Nguyễn thì chia sẻ là ô vui quá, nay các cô đã đăng xịt ta túc rồi nè. Năm mới bình an cho đại gia đình thầy ông nội, quý thầy, quý cô và các cháu nhé. Tài khoản Thanh Lan thì lại chia sẻ là thật là hạnh phúc, gần đến với những giây phút cuối cùng của năm cũ đã nhìn thấy những lời chúc của kênh Năm Chú Tiểu. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu đáng là tích cực và cũng là một cái niềm vui đối với những thầy, những cô và những thành viên còn lại trong Thiền Am. Dù có bận tâm, dù có vướng vào thị phi, nhưng những thành viên còn lại họ vẫn dành một cái giây phút, cái thời khắc như thế này để san sẻ, để chia ngọt sẻ bùi cái cảm giác yêu thương này. Và đây cũng là một cái dấu hiệu của sự sống lại của cái kênh Năm Chú Tiểu này. Cho nên cũng rất mong được cộng đồng trên khắp thế giới này ủng hộ cái kênh Năm Chú Tiểu này, để cho họ có một cái thêm một cái niềm tin, cái động lực, và cũng bên cạnh đó có thêm một cái chút thu nhập để họ trang trải lo cho những thành viên còn lại. Tiếp theo thì một tài khoản PT Huỳnh cũng chia sẻ là kính chúc thầy ông nội, các thầy, các cô và các cháu ngoan, một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và mọi sự như ý. Rất nhiều người cũng đã đồng cảm với những thành viên còn lại trong Tịnh Thất Bồng Lai. Thưa quý vị, chúc mừng năm mới đại gia đình Thiền Am, cầu chúc cho Thiền Am sớm được trả lại danh dự và tự do, công bằng và lẽ phải sẽ thuộc về những con người có tâm và có đức. Đó là tài khoản của Lam Phương. Tài khoản của Lai Phan thì lại chia sẻ là chúc mừng năm mới Thiền Am, kính chúc thầy ông nội luôn khỏe mạnh, chúc cho toàn thành viên Thiền Am luôn khỏe và bình an, mãi yêu thương Thiền Am, cảm ơn Thiền Am. Chúc thầy ông nội, các cô, các bé một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, qua đi những niềm đau.
luôn cầu chúc cho gia đình Thiền Am năm mới bình an và hạnh phúc. Nhiều người đã đồng cảm với nỗi đau của Thiền Am, họ vẫn san sẻ chia nhau cái nỗi đau với Thiền Am trong suốt thời gian qua. Nhưng đây là một cái thời khác giao thừa giữa năm cũ và năm mới, họ cũng cầu chúc cho đại gia đình của Thiền Am vượt qua cái sứ mệnh này và có một năm mới dù sao đi chăng nữa cũng cầu mong cho gia đình Thiền Am được luôn trong bình an và an lành. Tài khoản Kim Trần thì lại nói chia sẻ rằng: con xin kính chúc thầy ông nội và gia đình Thiền Am năm mới nhiều sức khỏe và tai qua nạn khỏi. Tài khoản Lê Thị Nga thì xin chúc Thiền Am năm mới vượt qua khổ ải, chúc thầy ông nội khỏe vui để dẫn quý đệ tử trên đường hành đạo, chúc quý thầy cô thân tâm an lạc, có sức mạnh vượt qua khổ nạn, chúc các chú tiểu vui khỏe để có thể hoàn pháp bằng nghệ thuật. Tài khoản Võ Trâm Anh thì chia sẻ rằng: kính chúc thầy ông nội luôn mạnh khỏe, kính chúc các thầy và các bé luôn lạc quan vui vẻ khỏe mạnh để tiếp tục đi thật vững vàng, mãi yêu Tịnh Thất Bồng Lai. Happy New Year 2023. Những lời chúc rất là sâu nặng và đầy những cái tấm chân tình mà họ đã dành cho những thành viên trong Thiền Am trong cái thời khắc như thế này, các bạn rất là cảm động. Tài khoản Melody thì chúc cho thầy ông nội, các thầy, các cô, các cháu trong Thiền Am năm mới sức khỏe và bình an. Tài khoản Nhung Nguyễn thì xin chúc năm mới, chúc mừng thầy ông nội, các cô, các thầy cùng các bé, toàn thể các thành viên trong Thiền Am luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, có thật nhiều niềm vui. Các bé chăm ngoan, học giỏi, thông minh nhé. Mãi yêu Thiền Am nhiều lắm. Tài khoản Quỳnh Như nhận được dòng chữ của quý cô rất vui mừng và hạnh phúc. Năm mới chúc thầy ông nội, chúc Thiền Am nhiều nhiều sức khỏe, dồi dào, luôn gặp nhiều may mắn. Mong các thầy mau chóng được trở về để sớm Thiền Am được vui vẻ, được như xưa. Những câu chúc đầy ý nghĩa và tình cảm các bạn ơi. Tài khoản Trương Phương thì chia sẻ rằng: kính chúc thầy ông nội và các thầy, các cô, các chú tiểu một năm nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và thầy ông nội nhiều sức khỏe. Tâm Ngô thì chia sẻ: cảm ơn Thiền Am, chúc Thiền Am năm mới bình an, gặp nhiều điều may mắn và càng được nhiều người yêu mến hơn nữa. Tài khoản Giang Nguyễn thì chia sẻ: nhân dịp năm mới xin chúc tất cả các thầy, các cô và các bé ở Thiền Am được nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp. Riêng thầy ông nội thì sức khỏe càng ngày càng tốt hơn. Tài khoản Jenny Phạm thì chúc năm 2023 năm mới, mến chúc mọi người trong Thiền Am nhiều may mắn và nghị lực để vượt qua những cơn sóng gió, mãi yêu Thiền Am. Những khó khăn rồi cũng sẽ qua, đời là bể khổ, hết khổ thì hết đời. Lời chúc từ Wendy. Tài khoản Phượng Đặng thì cũng chia sẻ rằng: sang năm mới kính chúc Tịnh Thất Bồng Lai, đặc biệt là thầy ông nội, thật nhiều sức khỏe và bình an. Sóng gió sẽ qua đi để được xem cây năm chú tiểu nữa, chứ nhớ các bé nhiều lắm rồi. Có nghĩa rằng ai cũng mong muốn và cầu mong cho kênh năm chú tiểu vượt qua cái sóng gió này và đủ tự tin để hoạt động trở lại. Chúng ta thấy rằng sau hai phiên tòa, cái kênh năm chú tiểu này, thứ nhất là họ không đủ tư tưởng, tâm can của họ rất lo. Cái thứ nhất là cơ quan chức năng luôn tìm bằng chứng, luôn tìm mọi cách đến để hỏi thăm rồi điều tra đủ các kiểu, khiến cho họ không đủ tinh thần, không đủ thời gian. Một phần thì khách khứa liên miên, cho nên mình nghĩ rằng các cô không đủ thời gian để chia sẻ video, rồi cũng không đủ tinh thần và trí lực để ra video để sản xuất cái nội dung của mình. Cho nên hôm nay thì cũng là cái bước sang cái năm mới rồi, mấy cô cũng đã đủ tự tin và chia sẻ cái thông tin này, thì chúng ta thấy rằng
qua những cái lời thông tin chia sẻ rất đơn giản bình thường, nhưng nhận rất nhiều sự yêu thương đông đầy gửi đến Thiền Am. Mong rằng kênh Năm Chú Tiểu của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ sớm hoạt động trở lại bình thường và sớm để cho khán giả được yêu thương, quý mến như ngày nào. Dù sao đi chăng nữa thì những thành viên trong Thiền Am cũng đã vướng qua cái kiếp nạn này rồi. Đó cũng là một cái thử thách, cũng là cái sứ mệnh để cho họ bước qua, để cho họ có thể vững tin để bước tiếp những con đường còn lại. Nhưng những thành viên Thiền Am còn lại thì chúng ta cũng rất mong họ đủ nghị lực, đủ tự tin để vượt qua. Ngoài việc chăm sóc các thành viên còn lại thì họ cũng rất nhiều công việc các bạn. Một số cô, một số thầy còn lại thì cũng lo đi buôn bán, lo mưu sinh. Rồi cũng lo cái vấn đề là đến thăm các thầy, những thành viên mà đang ở trong trại. Cho nên mình thấy họ rất ít thời gian, không có đủ thời gian để mà họ phục hồi và họ phát triển cái kênh Năm Chú Tiểu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng cái bài chia sẻ của kênh Năm Chú Tiểu này là một cái dấu hiệu cũng rất là tích cực, cũng đáng mừng. Qua một cái lời chia sẻ rất đơn giản nhưng được rất nhiều các cái bình luận vào ủng hộ, và mong rằng kênh Năm Chú Tiểu sẽ sớm hoạt động mạnh trở lại. Thứ nhất là để cho khán giả được nhìn thấy những hình ảnh thực tại của các cô, các thầy cũng như những thành viên còn lại, mà đặc biệt nhất là Năm Chú Tiểu, về sức khỏe, tình hình học tập, rồi tất cả những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường sau khi những thành viên trong Thiền Am đã vướng vào trong trại. Cho nên cộng đồng mạng cũng rất luôn quan tâm và theo dõi cái tình hình sinh hoạt, cuộc sống của những thành viên trong Thiền Am còn lại. Cho nên họ mong cho kênh của Năm Chú Tiểu sớm hoạt động mạnh trở lại. Và hy vọng rằng sang năm 2023 này thì kênh Năm Chú Tiểu cũng sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đó là cái điều mà chúng ta cũng rất cầu mong cho cái vấn đề này. Tiếp theo thì một tài khoản mang tên là Zen cũng gửi lời chúc năm mới, kính chúc thầy, ông nội, các thầy, các cô, các bé luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Năm mới sẽ có quý nhân giúp đỡ, minh oan cho tỉnh thất Bồng Lai. Rất nhiều các cái bình luận các bạn, những cái lời nói mang tính chất rất là thâm thúy và đầy tình cảm. Họ muốn san sẻ, họ muốn trải lòng với cái nỗi đau của những thành viên trong Thiền Am. Họ muốn gửi lời cầu chúc an bình đến cái thời khắc trong cái lúc giao thừa như thế này. Mong sang năm 2023 tất cả những thành viên trong Thiền Am sẽ luôn được bình an. Những người đã vướng vào vòng lao lý thì luôn giữ được sức khỏe và sớm được trở về để đoàn tụ và để tiếp bước cho cái hành trang trong cái cuộc đời và những tháng ngày còn lại. Đó là điều mà rất nhiều cộng đồng mạng trên cả thế giới này quan tâm. Tài khoản Lan Lê thì chia sẻ là chúc sức khỏe và an lành, may mắn đến với tất cả những người trong Thiền Am. Cầu mong cho Thiền Am sẽ vượt qua phong ba bão táp. Hãy cẩn trọng và cố gắng giữ vững tay chèo. Hy vọng Thiền Am sẽ được đèn trời soi sáng. Những câu bình luận, những lời chúc rất là cảm động các bạn. Dù rằng họ ở rất xa, ở hơn nửa vòng trái đất, nhưng họ luôn quan tâm, luôn hướng về những người Thiền Am bé bỏng như thế này, cô đơn, lạc loài. Các bạn thấy không? Thực ra chúng ta vẫn thấy được điều này. Những người trong Thiền Am họ sống trong một cái khoảnh khắc rất là lạc loài, rất là cô đơn, và có thể được gọi là rất là bé nhỏ, không biết cầu cứu khi họ vướng vào sự cố, không biết kêu thấu trời nào khi họ vướng vào vòng lao lý bởi một cái bản án đến bây giờ mà chúng ta cảm thấy rằng rất là xót xa. Nhưng hôm nay thì chúng ta thấy sau một thời gian, dù rằng cái bản án cũng đã tuyên, những thành viên trong Thiền Am cũng đã chấp nhận cái giá thế của cái vấn đề này, nhưng cái tín hiệu tốt là sau đó khi những người trong nhóm luật sư họ cũng đã cố gắng hết mình để gửi rất nhiều đơn ra giám đốc thẩm, rồi tòa án tối cao, tòa án
Viện Kiểm soát Tối cao rồi Trung ương họ và đến hôm nay thì cũng đã có cái dấu hiệu từ sự trả lời của vấn đề này. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một cái tín hiệu rất tích cực và một cái tin rất vui, rất tốt đối với Thiền Am khi được Bộ Công an lên tiếng trả lời tất cả những cái văn bản, những đơn kêu oan và những lời khiếu nại về một cái bản án được cho là án oan đối với những người trong Thiền Am này. Đó là cái dấu hiệu rất tốt. Và hôm nay thì chúng ta nghe tiếp cái thông tin trên cái bài viết của Trang Thanh Trần cũng chia sẻ về nội dung về cái dấu hiệu tốt từ cái việc vận đơn từ Bộ Công an cũng đã trả lời đến nhóm luật sư, văn phòng luật sư. Và mình xin bình luận thêm 5-7 cái bình luận và cái lời chúc của các khán giả này, những lời chúc rất là thâm thúy. Cái rồi mình chia sẻ bài viết của Thanh Tần tiếp theo. Tài khoản Lê Mai thì chia sẻ rằng vui mừng quá, nay mới thấy được bài đăng chúc mừng năm mới của các cô. Chúc các thầy, các cô và thầy ông nội cùng các cô, các bé sang năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an mãi mãi các cô cùng các bé nhé. Rất là nặng lòng các bạn ơi. Ai cũng dành một cái chút yêu thương để chia sẻ đối với những thành viên trong Thiền Am. Dù rằng bây giờ chúng ta đã thấy đó, thành viên trong Thiền Am, những người còn lại, họ đau đớn một nỗi niềm, họ băn khoăn, họ trăn trở. Ngoài cái bản án ra thì họ còn rất chịu nhiều cái tiếng thị phi, cho nên cuộc sống của họ bây giờ luôn trong cái nỗi lo sợ bởi những cái bản án tiếp theo họ sẽ khởi tố. Ấy, cái thứ hai nữa là cái thị phi luôn rình rập họ, cho nên họ sống trong một cái nỗi rất là bất oan, bất an và lo sợ. Bởi họ là những người thấp cổ bé họng, họ không biết kêu nơi nào mà để cứu giúp cho họ mà. Tiếp theo thì tài khoản Phạm Kim Oanh cũng chia sẻ là chúc mừng năm mới Thiền Am, kính chúc cho thầy ông nội và các thành viên trong Thiền Am có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn bình an. Tài khoản Sang Sang thì chia sẻ rằng kính chúc thầy các cô sang năm mới sức khỏe, thấy kênh đăng lại là mừng quá. Có nghĩa là ai cũng trông mong cho cái kênh Năm Chú Tiểu này hoạt động trở lại, bởi vì lâu lắm rồi, như là mấy tháng rồi đấy, cái kênh này không hoạt động. Cho nên mình nghĩ rằng các cô cũng rất là bận, ngoài cái việc bận công việc một phần, thứ hai nữa là tâm trí và thời gian đối với các cô bây giờ cũng 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 không đủ tinh thần mà để ra video nữa các bạn, cho nên là rất là lo. Cộng đồng mạng các bạn thấy không, chỉ là một cái dòng chia sẻ rất đơn giản nhưng rất nhiều hàng ngàn các cái bình luận vào chia sẻ cảm thông cái nỗi niềm này đối với những thành viên trong Thiền Am. Tài khoản Văn Bùi thì có lời cầu chúc như thế này: mình mong và chúc cho thầy ông nội cùng toàn thể các thầy các cô các bé trong Thiền Am luôn mạnh khỏe, sáng suốt, vững vàng và mạnh mẽ để vượt qua kiếp nạn này. Mình luôn tin rằng tất cả sẽ qua thôi, cầu mong bình an và may mắn cho Thiền Am. Mình luôn tin tưởng Thiền Am. Rất là cảm động các bạn. Tài khoản Phương Trần thì thương lắm Thiền Am ơi, con kính chúc thầy ông nội năm mới sức khỏe và trường thọ, các thầy các cô và các bé bình an, mọi điều tốt lành đều đến với Thiền Am. Các thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và cô Cúc được minh oan mạnh khỏe trở về đoàn tụ. Một câu chúc rất là nặng tình nặng nghĩa. Anh QH Vlog thì gửi lời chúc là Happy New Year, tỉnh thất bồng lai. Tài khoản Nguyễn Thị Thanh Thi, Thanh Nhi, Nam Mô A Di Đà Phật, chúc năm mới Thiền Am an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, tốt lành, cát tường như ý, nhiều niềm vui, may mắn, cả nhà sớm đoàn viên và hạnh phúc. Tài khoản Ra Chen Trần, lâu rồi không được gặp các bé, qua các clip mới không biết mọi người ở Thiền Am thế nào, mong cho cụ Lê Tùng Vân và mọi người được mạnh khỏe.
rất là cảm động các bạn. Qua những cái lời chia sẻ như thế này thì chúng ta thấy rằng cộng đồng trên cả thế giới này họ luôn quan tâm, luôn nghĩ và luôn hướng về những thành viên trong Thuyền Am. Dù rằng họ không bà con, không rụt rà, nhưng khi Thuyền Am đã vướng vào trong cái sự cố như thế này thì họ cảm thấy rằng rất là xót xa. Tài khoản Vũ Lê thì chia sẻ rằng không biết nói gì hơn, chỉ biết yêu thương Thiền Am quá nhiều. Con kính chúc các thầy, các cô, chúc thầy ông nội nhiều sức khỏe và các cô vui vẻ, bình an, cùng các bé thêm hồn nhiên, đón một năm mới đầy bình an, hạnh phúc. Nhớ thương các thầy cùng các cô thật nhiều. Quá là xúc động các bạn. Tài khoản Kim Hồ thì kính chúc thầy ông nội cùng quý thầy cô trọn gia đình của Thiền Am một năm mới luôn bình an, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Linh Vũ thì chúc ai cũng chỉ sống một lần, chúc tất cả mọi người trong Thiền Am luôn khỏe mạnh và sống có ý nghĩa, chân thiện mỹ luôn là mục tiêu hướng tới. Mong Thiền Am lên sóng từng ngày một lần. Rất buồn nhưng vẫn cầu mong cho Thiền Am vượt qua kiếp nạn này. Luôn yêu thương Thiền Am. Có nghĩa là rất nhiều người họ mong muốn cho cái kênh Năm Chú Tiểu của Thiền Am này hoạt động trở lại. Và chia sẻ thật nhiều các cái thông tin để cho họ theo dõi cái cuộc sống thường ngày. Và những cái khoảnh khắc tiếp theo của năm 2023 này. Tài khoản Mưa Lá Khô thì chia sẻ rằng năm mới tôi chúc thầy ông, tôi chúc ông Lê Tùng Vân luôn khỏe mạnh, tôi chúc tất cả các thầy các cô trong Thiền Am vượt qua một tai kiếp và bình an, tôi chúc cho các cháu trong Thiền Am luôn vui vẻ và học giỏi. Rất là cảm động các bạn. Những người ở nước ngoài nhưng họ luôn đau đớn một cái nỗi niềm, họ luôn hướng về Thiền Am. Họ có nghĩa là họ luôn theo dõi và sát cánh kề vai đối với những thành viên trong Thiền Am. Qua những cái lời chia sẻ như thế này, một bài đăng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm của đồng loạt các khán giả trong nước và ngoài nước. Trong các bình luận thì mình thấy rất nhiều khán giả ở nước ngoài họ cũng rất quan tâm đến những thành viên trong Thiền Am, rất là cảm động các bạn. Dù ở xa bốn phương trời nhưng họ luôn luôn quan tâm, luôn đau đớn một cái nỗi niềm, họ luôn lo những thành viên trong Thiền Am không biết rồi những vấn đề tiếp theo trong năm 2023 này họ sẽ có thể vướng bằng thêm những cái vụ án gì nữa hay không. Đó là cái điều mà ai cũng quan tâm đến cái vấn đề này. Tài khoản Hành Nguyễn thì chia sẻ là vui quá, kênh Thiền Am, kênh đã mở lại rồi. Năm mới chúc gia đình Thiền Am và thầy ông nội, mấy cô, mấy bé một năm được nhiều sức khỏe, nhiều việc tốt. Rất nhiều các bạn, mình lọc những cái bình luận dài dài để mình chia sẻ cho các bạn nghe. Những lời chúc mừng năm mới rất là thâm thúy. Tài khoản Vân Nhi thì chia sẻ thiên lắm, thiền thương lắm Thiền Am ơi. Một năm rồi, đau đau lắm. Gửi lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất đến với Thiền Am của tôi. Chúc mọi người luôn bình an và may mắn và nhiều nghị lực nhé. Tài khoản Anh Na Nguyễn thì chia sẻ rằng luôn yêu thương những thành viên của Thiền Am và Năm Chú Tiểu. Chúc mọi người trong Thiền Am một năm mới bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe. Love to Simon, các chú tiểu. Tài khoản Vi Thanh thì chia sẻ là rất vui Thiền Am đăng clip. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin cho mọi nghiệp nạn đi qua, trả lại cuộc sống yên bình của Thiền Am và các cháu để được nghe những giọng ca xuất chúng của các thầy các cô. Bạn này ở hình như ở nước ngoài, viết tiếng Việt nhưng không có dấu, cũng hơi khó đọc nha các bạn. Rất là cảm động các bạn ơi, rất nhiều người họ chia sẻ cái nỗi niềm này, san sẻ cái niềm yêu thương này đối với Thiền Am ở cái thời khắc như thế này. Và đây là một cái dấu hiệu rất tốt. Còn rất nhiều bình luận các bạn, để rảnh rảnh mình có thể chia sẻ
lấy cái dòng cảm xúc này. Rồi qua cái thông tin thứ hai mình chia sẻ cái thông tin này quan trọng trong cái bài viết này, liên quan đến sự trả lời và cái dấu hiệu tích cực từ Bộ Công an cũng đã có một cái văn bản trả lời đến cái nhóm luật sư bảo vệ cho Thiền Am đây các bạn, từ trang của Thanh Trần này, để chúng ta tham khảo thêm. Trong thời gian chờ đợi mình tìm cái này thì mình cũng xin thay lời gửi đến toàn thể quý vị và các bạn trong cái thời khắc này, bước sang năm mới, năm 2023 này, mọi người luôn được bình an thôi, chứ mình không biết chúc như thế nào. Ai cũng gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể mọi người trong nước và ngoài nước. Thưa quý vị, hôm nay thì trên trang của luật sư Thanh Trần cũng chia sẻ một cái nội dung cũng đáng chú ý về một cái thông báo, về một cái vận đơn mà Trung ương cũng đã gửi đến cho những người đại diện của nhóm luật sư biết về cái văn bản mà họ đã gửi đến Trung ương để yêu cầu và kêu oan cho những thành viên trong tỉnh thất Bồng Lai. Về cái thông báo là vận chuyển đơn với nội dung là kính gửi văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh, địa chỉ 173 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được phiếu chuyển số 1203 của văn phòng chính phủ vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có nghĩa là cái đơn này đã gửi đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đến hôm nay là tháng 12 rồi mới có một cái văn bản trả lời như thế này các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người trong nhóm luật sư này họ cũng đã rất quan tâm đến cái vấn đề này. Nhưng đến hôm nay thì cái đơn này dù sớm dù muộn gì, nhưng cũng đây là một cái dấu hiệu và cái tín hiệu rất tốt từ sự trả lời của Bộ Công an, của văn phòng chính phủ như thế này. Dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng thấy rằng nếu như Bộ Công an họ vào cuộc và có thể điều tra lật lại các cái hồ sơ về những cái sai phạm trong cái việc tố tụng của vụ án này, thì chúng ta thấy có thể là những cái dấu hiệu, tín hiệu tốt cho Thiền Am. Và vừa qua sau khi hai phiên tòa đã kết thúc thì những người trong nhóm luật sư họ cũng đã có rất nhiều đơn gửi đến giám đốc thẩm, tòa án thẩm để kêu oan, minh oan, kêu oan cho cái bản án đối với những thành viên trong Thiền Am. Hôm nay thì cái thông tin này cũng thêm một cái tín hiệu vui và một cái dấu hiệu đáng mừng khi Bộ Công an đã biết đến cái câu chuyện này. Dù họ vào cuộc trong cái thời điểm nào, sớm hay muộn thôi, nhưng mà sự lên tiếng từ cộng đồng mạng rất nhiều trong thời gian qua thì chắc chắn họ cũng có thể quan tâm đến cái vụ án này. Văn phòng chính phủ về đơn vào ngày 30 tháng 6 của văn phòng chính phủ về việc chuyển báo cáo vụ án đề ngày 15 tháng 6 năm 2022 của một số luật sư thuộc văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh, địa chỉ 173 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển báo cáo vụ án đề vào ngày 15 tháng 6 của một số luật sư thuộc văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh đến Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An để giải quyết theo thẩm quyền. Có nghĩa là Bộ Công an họ đã chuyển cái đơn của nhóm luật sư này kêu oan cho tỉnh thất Bồng Lai và gửi đến những cái nội dung về những cái khuất tất qua các cái vấn đề điều tra của vụ án này. Bộ Công an đã gửi cái đơn này đến cho văn phòng và Viện Kiểm soát Nhân dân của tỉnh Long An để xem xét, để giải quyết cái tình trạng này, không để những cái khiếu nại này đến Trung ương nữa. Có nghĩa là họ không trực tiếp vào cuộc của vụ việc này, nhưng cái văn bản từ Trung ương này gửi đến cho Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An này để giải quyết, thì chúng ta thấy rằng sự vào cuộc của Bộ Công an cũng đã nhắc nhở đến đơn vị của tỉnh Long An này rồi đấy.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An để biết kết quả. Có nghĩa là đơn này từ Bộ Công an họ đã gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân rồi. Và hôm nay thì họ thông báo đến cho văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh hãy liên hệ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An này để biết kết quả. Nhưng chúng ta thấy đó, liên quan đến cái vụ việc này, sau khi có cái quyết định thi hành án đối với những thành viên trong Thiền Am thì tất cả từ các cái thông báo về việc liên quan đến pháp lý, liên quan đến rất nhiều các cái vấn đề mà những người luật sư này đang bảo vệ cho thân chủ của họ là những thành viên trong Thiền Am, nhưng rất nhiều các cái đơn văn bản thông báo nhưng họ chưa nhận được, kể cả mà cái quyết định thi hành án gần đến cái ngày mà hết hạn thi hành án rồi, nhưng những người luật sư này họ vẫn chưa nhận được một cái thông báo, một cái văn bản nào cả. Đến hôm nay một cái văn bản về việc yêu cầu xin hoãn thi hành án đối với cụ Lê Tùng Vân vẫn chưa được trả lời và chưa được giải quyết nữa các bạn, mà không biết tình hình ra sao nữa. Ghi chú là báo chỉ báo tin một lần, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đàng hoàng. Đấy, Thiếu tướng Trần Văn Thiệp. Đấy, như vậy là một cái tín hiệu rất là tốt cho những thành viên trong tỉnh thất Bồng Lai, khi mà Bộ Công an cũng đã tích cực có cái dấu hiệu vào cuộc như thế này rồi. Tiếp theo là chuyển đơn công văn, chuyển đơn của công dân để đến kiểm sát giải quyết theo thẩm quyền. Kính gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, có nghĩa là cái kính gửi là cái đơn đề nghị này là từ Bộ Công an họ gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận được đơn của các ông bà Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh là luật sư của văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh, địa chỉ 173 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đang bảo vệ quyền lợi cho các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nội dung đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa và công an của Long An có dấu hiệu làm giả chứng cứ và sai phạm về tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can. Đây, như vậy là Bộ Công an đã lên tiếng khẳng định và nhắc nhở cái vấn đề về việc trong cái vụ án 331 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ này có dấu hiệu là sai phạm, có dấu hiệu làm giả chứng cứ và sai phạm về tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng các cái chi tiết này thì rõ ràng Bộ Công an họ cũng có thể để ý đến cái việc mà giả chứng cứ, làm sai phạm tố tụng, có nghĩa là làm đã thay đổi luôn cả cái vụ án, đã giả chứng cứ là thay đổi toàn bộ các cái mấu chốt vấn đề liên quan đến vụ án này. Thành cho nên đây là một cái sự quan tâm rất tích cực từ Bộ Công an khi họ có cái tín hiệu là lên tiếng và vào cuộc trong cái vấn đề này. Xét thấy nội dung là đơn khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển đơn trên đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An để chỉ đạo kiểm sát giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình giải quyết, nếu phát hiện thấy dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là họ yêu cầu trong các cái quá trình điều tra của cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An này, nếu như thấy có cái dấu hiệu sai sót về vấn đề phạm tội xâm phạm hoạt động về tư pháp thì hãy chuyển đơn này đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy thì cái thông tin và cái lệnh, cái văn bản này giống như một cái mệnh lệnh yêu cầu cơ quan của tỉnh Long An điều tra xem xét về các cái vấn đề mà liên quan đến
hoạt động tư pháp của họ về vụ án này. À, trong cái văn bản của nội dung, các luật sư cho rằng công an của huyện Đức Hòa có dấu hiệu làm giả chứng cứ và sai phạm về tố tụng. Như vậy việc này đã đến tai đến mắt của Trung ương rồi. Và họ đã ra lệnh, đã yêu cầu các cơ quan tòa án của tỉnh Long An này xem xét việc các hoạt động về tư pháp, nếu như phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì chuyển đến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao để xử lý. Như vậy thì chúng ta thấy một cái văn bản, một cái vận đơn, một cái sự trả lời rất là tích cực từ Bộ Công an. Điều này là một cái tín hiệu rất là tốt trong cái vụ án tỉnh Thất Bồng Lai này, và cũng là một cái điều hy vọng cho những cái chuyển biến sắp tới và những cái bản án mà đang treo lơ lửng trên đầu của những thành viên trong Thiền Am thì có thể giảm, hay hoặc là thay đổi, hay hoặc có thể là họ sẽ bỏ đi, họ sẽ bỏ đi các cái bản án đó, họ không thể khởi tố nữa. Bởi vì về cái vấn đề mà khởi tố tố tụng điều tra của họ có dấu hiệu là làm giả chứng cứ, có dấu hiệu là điều tra một cách thiếu tính khách quan. Cho nên khi cái động thái vào cuộc của Trung ương này thì chúng ta thấy rằng họ làm việc một cách công tâm, chứ không thể mà lập lời như những cái bản án trước, như những cái vấn đề mà liên quan đến điều 331. Và hiện tại thì chúng ta thấy đó, điều 331 đến bây giờ là có thể là gây rất là rắc rối với Viện Kiểm soát và Tòa án của tỉnh Long An đấy. Nếu như cái đơn này Bộ Công an họ sẽ vào cuộc, họ sẽ xem xét lại quá trình điều tra về các cái chứng cứ mà các luật sư đã đưa ra, thì cho thấy rằng đó là những cái dấu hiệu về việc sai phạm trong cái vấn đề thu thập chứng cứ dữ liệu, cái tội mang tính cách là thiếu khách quan, thiếu công tâm. Trên bài chia sẻ của Trang Thanh Trần thì cũng vừa chia sẻ cái nội dung liên quan đến cái vận đơn và vừa phân tích về cái việc trả lời của Bộ Công an này cũng rất là thú vị. Thẩm quyền trả lời đơn tố cáo của các vị luật sư bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 6 bị can trong vụ án 331 là Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An. Có nghĩa là Viện Kiểm soát Nhân dân của tỉnh Long An thuộc thẩm quyền để họ trả lời cho các vị luật sư này. Nhưng đến bây giờ thì họ chưa nhận được một cái văn bản trả lời nào cả. Luật sư không tự tiện chạy xuống để gặp, có nghĩa là không xuống để gặp, để xin, để thăm, để hỏi thì có đơn hay hoặc là trả lời như thế nào, mà Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An khi trả lời là phải có thông báo, phải có văn bản để cho họ biết. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An được phải chờ đợi. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An gửi giấy mời, trong đó có hẹn ngày và giờ làm việc hoặc chờ đợi công văn để trả lời. Có nghĩa là Viện Kiểm soát Nhân dân có trách nhiệm là có công văn, có lịch, có hẹn để trả lời những cái đơn yêu cầu của những người bảo vệ cho những thành viên của Thiền Am là những người luật sư. 6 bị cáo của vụ án 331 bị cáo có quyền kêu oan tại phiên tòa sơ thẩm. 6 bị cáo kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm. 6 bị cáo tiếp tục kêu oan. Hiện nay các luật sư đã nộp đơn xin giám đốc thẩm hoặc tái đốc thẩm. Có nghĩa rằng sau phiên tòa phúc thẩm, dù bản án đã kết thúc, dù bản án đã có hiệu lực, nhưng những người trong nhóm luật sư này họ vẫn liên tục kêu oan cho 6 thành viên của Thiền Am. Bởi vì trong cái bản án ở điều 331 có dấu hiệu là làm giả chứng cứ và sai các cái quy định về tố tụng của pháp luật. Cho nên các cái vận đơn, các cái lá đơn này đã đến tai mắt của Trung ương. Và chúng ta sẽ chờ sự trả lời vào cuộc của các cái đơn mà nhóm luật sư này đã gửi đến giám đốc thẩm rồi.
Các bạn thấy không, trong cái phần đơn này, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao họ đã gửi đến Viện Kiểm soát Nhân dân của tỉnh Long An rồi, nhưng mà họ vẫn chưa có cái dấu hiệu để trả lời cho những người luật sư này biết. Có nghĩa là họ muốn muốn giữ, hay hoặc là muốn che giấu một cái điều gì, hay hoặc là như thế nào đó chúng ta không có rõ được. Nhưng có thể là những người trong nhóm luật sư họ biết rất rõ về các cái vấn đề và cái sự việc này, nhưng họ chưa có thông báo được. Kêu oan là quyền của các bị cáo, còn vụ án 331 xét xử 6 bị cáo có oan hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Đây. Có oan hay không đó là chờ cái thẩm quyền tiến hành của cơ quan tố tụng là cơ quan trung ương, hay hoặc là tòa án của thành phố, họ sẽ xem xét lại các cái vấn đề này. Năm vị luật sư bảo vệ cho Thiền Am trong quá trình làm việc với bị cáo và tiếp cận hồ sơ vụ án, căn cứ theo quy định của pháp luật, năm vị luật sư này thấy vụ án 331 có căn cứ để kêu oan cho 6 bị cáo. Tại hai phiên tòa, năm vị luật sư đã cố gắng kêu oan cho bị cáo và không được hội đồng xét xử hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm chấp nhận. Có nghĩa là những người trong nhóm luật sư họ thấy trong vụ án 331 này có vấn đề oan ức cho những thành viên trong Thiền Am, cho nên họ đã kêu oan kể cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nhưng không được hội đồng hai cấp này xem xét và chấp nhận. Và cuối cùng họ gửi đơn đến giám đốc thẩm, đến tai mắt của Trung ương. Hội đồng xét xử hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án 6 bị cáo phạm tội 331 và phải chấp hành hình phạt 23 năm 6 tháng tù. Các vị luật sư và các bị hại không chấp nhận bản án sơ thẩm và phúc thẩm, cho nên họ tiếp tục làm đơn xin giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Có nghĩa là làm đơn kêu oan đến Trung ương Tòa án tối cao. Pháp luật tố tụng hình sự trao cho 6 bị cáo và luật sư quyền không chấp nhận hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, và họ tiếp tục kêu oan lên Tòa án Nhân dân tối cao. Rõ ràng họ thấy oan, họ thấy cái phiên tòa vụ án này có điều gì đó khuất mắt không được rõ ràng, có dấu hiệu giả chứng cứ làm sai các quy định tố tụng của luật tố tụng hình sự và làm sai các cái quy trình điều tra của ngành tư pháp, cho nên họ tiếp tục kêu oan. Chúng ta là những người ngồi cục nhận định khác nhau. Người thì cho rằng án 331 của Thiền Am là oan sai, người thì nhận định đó là có tội. Quyền tự do ngôn luận của mỗi người do luật pháp quy định, không ai có quyền cấm người khác đưa ra nhận định về một vụ án. Nhận định về vụ án 331 của Thiền Am ra sao, mỗi người phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Có nghĩa là luật sư Thanh Trần cũng chia sẻ về cái nội dung liên quan đến vụ án 331 này. Rất là có nhiều điều gọi là nhạy cảm. Khi chúng ta có thể nhận định, mỗi người có quyền nhận định, có quyền chia sẻ. Một bên thì cho rằng bản án 331 đối với Thiền Am là đúng người đúng tội, còn một bên thì cho rằng bản án 331 đối với những người trong Thiền Am là oan, là vô tội. Cho nên họ có quyền nhận định, nhưng trong các cái nhận định của chúng ta, mỗi cái nhận định cũng giống như mình như vậy, các bạn bình luận cũng vậy. Nếu như mà có hành vi sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có nghĩa là cái nhận định và chia sẻ của Thanh Trần là như vậy. Bởi vì quyền tự do ngôn luận của mỗi người phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Có quyền tranh luận, có quyền nhận định, có quyền chia sẻ, nhưng khi vi phạm pháp luật thì phải chấp nhận thôi. Đó là cái dấu hiệu của tội 331. Cho nên là chúng ta thấy rằng liên quan đến cái điều 331 này, có rất nhiều các cái trường hợp cũng có thể dễ vướng vào. Nhưng chúng ta thấy đó, nhiều đơn vị cũng đã bị an ninh mạng họ cảnh cáo, họ phạt vi phạm hành chính. Đấy, nhưng mà liên quan đến cái vụ Thiền Am này, chúng ta thấy cũng là 331 nhưng lại đưa ra khởi tố một bản án hình sự rất là căng, cho 6 thành viên 23 năm 6 tháng như vậy.
cũng là điều 331 thôi. Một cái tội mà đáng lý ra là phải xử lý theo cái tòa án dân sự thôi, phạt vi phạm hành chính, cải tạo hay hoặc là nặng nhất ít nhất là cũng là phạt không cải tạo, không giam giữ hay hoặc là án treo như thế nào. Chứ đằng này là mỗi người nhận từ bản án từ ít nhất là 3 năm rưỡi đến 4 năm. Cụ Văn là 6 năm. Cụ Văn là 5 năm. Thấy không? Các bạn thấy không? Rất là căng cho cái bản án này. Cho nên chính từ cái điều này mà khiến dư luận bất bình, họ quan tâm đến. Và có thể là Trung ương họ nhận nhìn cái bản án về cái vụ án này có điều gì đó. Cho nên họ mới ra một cái phán quyết yêu cầu Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An xem xét về cái ngành tư pháp. Chúng ta gặp nhau và quen biết nhau trên mạng xã hội, có duyên thì bạn bè, anh em, hết duyên thì chia tay. Tôi không có quyền tham gia và góp ý bất kỳ người nào trên mạng xã hội. Tôi luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của người khác, bảo vệ hay là người chống lại Thiền Am. Đó là lựa chọn của họ, không liên quan đến tôi. Đó là cái lời khẳng định của Thanh Trần. Đối với Thanh Trần thì chúng ta cũng đã biết cô này là một luật sư nhưng rất là thẳng thắn, ngay tính, ăn ngay nói thẳng chứ không có vòng vo tâm quốc. Cho nên mình cũng rất khâm phục cái bản chất của luật sư Thanh Trần. Tôi đã bị phản bội tình bạn, tình anh em, cho nên bây giờ nếu có bị nữa cũng không sao. Tôi không thèn với lương tâm, đã sống đủ và sống tốt với người bạn, người anh em là được rồi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng trong thời gian qua cho tôi. Chuyện gì đến cũng phải đến, có tránh cũng không được. Thôi thì chuẩn bị đón nhận với thái độ vui vẻ nhất. Một cái câu nói này có cái gì đó cảm thấy mà bí ẩn mà Thanh Trần không tiết lộ đây ta. Giám đốc công an tỉnh Long An không trả lời được vụ án 331 của Thiền Am có oan hay không oan, bởi vì công an tỉnh Long An được giao nhiệm vụ điều tra và xét xử thuộc thẩm quyền của tòa án. Năm vị luật sư không có nghĩa vụ phải công bố văn bản và trả lời của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An lên kênh YouTube hoặc mạng xã hội. Có nghĩa là năm vị luật sư này không công bố cái thông tin về việc mà họ biết hay hoặc là họ nhận công văn từ việc trả lời của Viện Kiểm soát này. Cho dù họ có biết họ cũng không có thể thông báo được, bởi vì cái công văn văn bản khi mà chưa có truyền thông báo chí đưa tin thì họ chưa thể dám mà chia sẻ được. Cho nên thiên hạ biết Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An làm việc và trả lời cho năm vị luật sư công văn này ra sao, như thế nào, chắc chắn không làm việc và trả lời cho những người không liên quan đến vụ án 331 này biết. Có nghĩa là những người không liên quan là khán giả chúng ta, còn những người liên quan như các vị luật sư và những thành viên trong Thiền Am thôi, và những người liên quan trong vụ án này, bị hại, bị can, bị cáo và những người làm chứng. Còn khán giả thì chỉ nghe thôi, nghe từ báo chí, nghe thông tin từ các luật sư thôi. Đây, cho nên là điều này cũng rất là thú vị. Chắc chắn không làm việc và không trả lời cho những người không liên quan đến vụ án 331. Quyền công dân phải được áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng vụ án mới được giải quyết. Không đem quyền công dân của mình ra xen vào việc trả lời công văn của người khác. Viện Kiểm soát chắc chắn không trả lời mà mời ra khỏi vòng phòng làm việc, lý do người không liên quan đến hai công văn này. Cái câu nói này sau nó có nhiều cái điều mà khó hiểu đó các bạn. Không biết luật sư Thanh Trần này nói cái gì đây. Cho nên đến bây giờ chúng ta thấy rằng dù là đã có cái công văn này rồi, nhưng cái quyết định thi hành án thì cũng đã có quyết định thi hành án rồi. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái văn bản về việc trả lời sau khi có đơn yêu cầu xin hoãn thi hành án đối với cụ Văn đến bây giờ cũng đã là có thể là gần cả tháng rồi đó các bạn. Nhưng vẫn chưa có văn bản trả lời. Và việc họ thực thi cái lệnh thi hành án đối với cụ Văn như thế nào thì cũng chưa có một cái thông báo nào cả nha các bạn. Cho nên đến bây giờ như thì cụ Văn cũng vẫn còn đang tại ngoại, tại gia đình của Thiền Am.
Còn thông tin về các thành viên còn lại thì cũng chưa có cái thông tin gì chính đáng cả các bạn. Như vậy là, và hôm nay thì trong cái bài chia sẻ này, mình cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn hai cái thông tin rất là thú vị và tích cực, và cũng là một cái dấu hiệu tốt, tín hiệu vui đến với những thành viên trong Thiền Am, những người trong Thiền Am. Qua nội dung của bài chia sẻ ở kênh Năm Chú Tiểu đã có tín hiệu và dấu hiệu hoạt động trở lại, đó là dấu hiệu đáng mừng. Chúng ta cũng mong muốn để ủng hộ sau khi kênh Năm Chú Tiểu chia sẻ nội dung video trở lại, chắc có thể là mấy cô cũng dành thời gian sang năm 2023 này bình ổn lại tinh thần rồi bắt đầu cũng chia sẻ để cho cái kênh Năm Chú Tiểu đó hoạt động lại, để cho khán giả luôn quan tâm và luôn theo dõi những cái khoảnh khắc về các cái hoạt động, về cuộc sống đời thực của các cô, rồi các cháu ăn học như thế nào, rồi những cô lớn tuổi còn lại như thế nào. Đó là cái điều mà khán giả cộng đồng mạng đang rất là quan tâm. Nhưng hôm nay thì kênh Năm Chú Tiểu có hoạt động và chia sẻ lại một cái status rất là thú vị, đó là dấu hiệu đáng mừng. Và hôm nay thì một bài chia sẻ rất là ngắn, nhưng mà có rất nhiều các cái bình luận vào chúc mừng năm mới gửi đến thầy ông nội, gửi đến Thiền Am, gửi đến các thành viên, các cô, các thầy và các cháu bé trong Thiền Am. Như vậy mình rất là cảm động và cảm phục cái tấm lòng và tình thương của người Việt Nam chúng ta. Họ nói rằng là lá lành đùm lá rách mà, dù sao đi chăng nữa thì cái bản chất của con người Việt Nam là như vậy rồi. Dù ở phương trời nào, dù có đi đâu, nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương, luôn quan tâm đến những mảnh đời, những hoàn cảnh, những điều mà có thể họ không cam lòng mà để đứng đó mình nhìn được. Cho nên chúng ta thấy liên quan đến vụ Thiền Am này, chính từ điều đó mà đến bây giờ có rất nhiều các cái vấn đề vướng vào thị phi, liên quan giữa các fan, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, rồi rất nhiều điều. Và cuối cùng thì cái hậu quả chỉ là những thành viên, những người trong Thiền Am họ gánh chịu hết, họ chịu thiệt thôi, họ chịu tiếng thị phi, họ chịu rất nhiều các điều, kể cả vướng vào vòng lao lý. Đây, các bạn thấy không? Nhưng họ vẫn một lòng là không kêu can, không than oan quán trách, họ vẫn tự tin, họ vẫn tin ở cái nghị lực và cái đức tin của Phật pháp mà họ luôn tôn thờ, tôn kính ở cái con đường mà tu tập của họ. Dù tu tại gia nhưng họ luôn đi đúng theo các cái giáo lý của Phật pháp trên con đường chân tu mà họ đã nguyện. Thưa quý vị, đó là thông tin ngắn gọn mình chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn trong nội dung của bài chia sẻ hôm nay ở cái thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Cuối cùng thì một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi, dù bây giờ cũng đã là quá khuya rồi. Thứ hai nữa thì cũng nhân dịp năm mới thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc năm mới đến toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước. Có một năm mới an khang, có một sức khỏe dồi dào trong năm mới, năm 2023 này. Mọi người đều được bình an, mạnh khỏe, đó là điều may mắn thôi. Còn giàu có tiền bạc thì mỗi người có một cái duyên phận, duyên số, phải không các bạn? Rồi cuối cùng thì mình xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin thân ái và chào tạm biệt ạ. Ahem.